Bà con ơi, uống trà đi. Trà nóng đây. Chú ơi, cho con xin chút tiền đi chú. Có đâu. Chú ơi, uống trà đi cậu ơi. Chú cho con hôm nay nữa thôi, mai con không xin nữa đâu. Ngày nào cũng nói vậy hết á. Mẹ con đang bị bệnh ở nhà. Hôm qua mày cũng nói y chang như vậy, rồi hôm nay mày cũng vẫn đi xin tiếp. Nè, một lần này nữa thôi nghe chưa, ngày mai là không có nữa đâu đó. Dạ con đợi ơn chú. Con, qua đây. Dạ. Nè, anh Mạnh Hùng, anh đi đâu mấy ngày nay mà em tìm hoài không gặp? Tại sao em hư quá vậy? Anh đã nói với em là không được xin tiền nữa. Em chèo kéo người ta như vậy rất là kỳ cục. Lần trước anh đã cho gạo đủ ăn một tuần trăng, tại sao bây giờ còn đi xin tiền nữa? Gạo em bán hết rồi. Sao lại bán? Vì mẹ em bị bệnh, không có tiền để mua thuốc uống. Mẹ bị bệnh gì? Bệnh như thế nào? Bệnh cũ tái phát, hết gạo cũng hết thuốc. Em sợ mẹ không qua khỏi. À mà 10 ngày nay anh đi đâu mà không xuống nhà em? Anh đi bán ở làng dưới, gần chợ. Anh tính là bán hết tuần rồi mới trở về đây, rồi sẵn tiện thăm mẹ con em luôn. Mẹ em kêu em đi kiếm anh nhờ giúp, nhưng mà không thấy anh ở đâu hết á. Nè, em cầm tiền này rồi đem về lo thuốc thang cho mẹ đi. Rồi anh bán hết số thang này, chiều anh sẽ ghé thăm mẹ con em. Hả? Sau này em muốn trở thành người lương thiện như anh. Không phải là muốn, mà là sẽ trở thành người lương thiện, biết chưa? Dạ. Thôi đi đi. Cậu Hùng, cậu Hùng. Dạ rồi, tới liền. Lấy cho tôi ít than đi. À, dạ rồi. Nè, hổm ra sao chờ hoài, không thấy cậu qua bỏ than vậy? Tôi nghĩ là cô còn, cho nên không ghé. Với lại lâu lâu tôi bán ở dưới làng dưới á. Nè, cậu bán dư giả bao nhiêu mà tôi thấy cậu cho gạo, cho tiền mới lành hoài vậy? Thôi, nó một coi cha, mẹ lại đang bệnh nữa, cho nên tôi chỉ nghĩ là nhường miếng cơm của mình chút xíu cho nó thôi. Tôi thanh niên trai tráng mà, ăn ít chút xíu đâu có sao đâu. Thiệt chứ, người nhân từ như cậu á, phải chi mà ông trời cho giàu có thì đỡ biết bao nhiêu người luôn á. Mỗi người một số, khi nào giàu đi rồi tính. Mà bởi người ta nói á, mấy người nghèo á thì cứ nghèo hoài, mấy người giàu khư khư sẽ mất của, cho nên họ cứ giàu riết hà. Chủ quán, cho hai ly trà. Đi mấy ngày nay mệt quá. Dạ, chào khách quan. Tôi đã nói với ông rồi, loại gỗ đó khó tìm lắm. Tôi đã cho gia nhân đi tìm khắp nơi mà không thấy. Bây giờ nhất định là chúng ta phải tìm cho bằng được loại gỗ trầm hương đó. Nếu mà loại gỗ này được đóng thành bàn ghế để tặng cho quan thì mới xứng tầm của quan. Ông hiểu không? Nhưng mà biết tìm đâu ra loại gỗ đó? Ý trời ơi, có cái gì đâu. Bây giờ ông cứ cho người rao tin, ai tìm được loại gỗ đó ta sẽ tặng cho một lượng vàng. Chứ sao? Ờ, thôi được rồi, quyết định vậy đi. Thôi giờ mình đi. Tranh thủ đi đi còn kịp nữa. Cho tôi gửi tiền. Dạ, đa tạ khách quan. Rồi đi thôi. Hai ông đó là ai vậy? Hai ông đó là hai thương gia giàu có ở kinh thành á, mới xuống vùng này đó. Mà cậu biết họ xuống đây để làm chi không? Nghe đâu á là để tìm một loại gỗ quý để về bí quan, mà tìm mấy ngày nay khắp nơi luôn mà không thấy đó. À cô, không biết là loại gỗ gì? Gỗ gì mà khó tìm dữ vậy? Ờ, là gỗ trầm hương đó. Trầm hương hả? Cô biết loại gỗ đó tìm ở đâu không? Ờ, loại gỗ đó nghe nói là phải vô tận rừng sâu thì mới có. Mà nói nghe nè, đừng có dại dột mình đi tìm nghe chưa. Ở trong rừng sâu á, nghe đồn có hồ ly tinh nữa đó. Bao nhiêu người vô đó mất mạng, không có về được á. Trời, một lượng vàng, mình bán than cả đời chắc cũng không có được. Nếu có được một lượng vàng, mình sẽ giúp được bao nhiêu hoàn cảnh như là bé Lành. Hay là bây giờ mình sẽ vào rừng tìm loại gỗ quý đó. Đây là cơ hội của mình, mình phải liều một phen để kiếm nhiều tiền, có thể giúp được nhiều người nghèo.
không biết nó mọc ở đâu nữa. Kỳ lạ quá. Rõ ràng ta mới có cảm giác. Có ai đi ngay sau lưng ta? Cho con thoát nạn lần này, con không muốn làm mồi cho hồ ly tinh đâu. Sợ, tôi chỉ là một tiều phu vào rừng đúng củi. Tôi sẽ không gây hại bất cứ điều gì với cô đâu. Cô bị trật chân rồi, cô cho phép tôi chỉnh chân của cô lại. Cô cứ tin tôi đi. Hay là tôi phải làm gì để cho cô tin tôi? Hay là tôi thề độc cho cô tin nha? Tôi xin thề, nếu tôi có làm gì mạo phạm đến cô, tôi xin cho trời đánh tôi chết. Thú rừng phanh thay tôi. Cô ráng chịu đau một chút nha. Xong rồi đó, chân không trật nữa. Nhưng mà cô phải hạn chế đi lại, như vậy nó mới hết. Xin đa tạ. Cuối cùng nàng ấy cũng đã chịu mở miệng nói chuyện với ta. Nàng hiền quá, nhan sắc tuyệt trần như vậy, sao có thể là hồ ly tinh được. À, nãy giờ tôi quên giới thiệu với nàng. Tôi tên là Mạnh Hùng, là người làng dưới. Mà cô họ tên là gì? Tại sao lại vào rừng sâu thế này để bị lạc? Muội tên Ngọc Ngân, nhà muội ở phía bìa rừng kia. Hàng ngày muội vào đây để lấy thuốc và hái thuốc cho mẹ. Thấy hoa rừng đẹp quá nên muốn dừng lại để hái hoa về chân. Cô đợi một chút nha. Ta tặng cho nàng, ta muốn chuộc lỗi vì lúc nãy làm cho nàng sợ. Mà ta cũng sợ nữa. Đa tạ huynh. Nhưng mà huynh sợ gì?
Ừ, thì ta tưởng nàng là... Là gì? Không có gì. Còn nàng, tại sao thấy ta lại bỏ chạy? Vì muội sợ con người. Nàng sợ con người hả? Vậy ý của nàng là... Thôi, trời cũng gần sập tối rồi, muội phải về thôi. Có chuyện? Ta xin lỗi. Như vậy nàng về sao? Chân của nàng vẫn chưa lành hẳn. Nếu mà nàng không ngại thì hãy để cho ta đưa nàng về nha. Không cần đâu, muội tự về được. Ta xin nàng, xin phép nàng cho ta được đưa nàng về tận nhà. Nếu mà nàng về một mình như vậy, ta không an tâm. Nàng có mệt lắm không? Hay bây giờ chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi, rồi sẽ đi tiếp. Nàng uống miếng nước đi. Hoàng hôn đẹp quá. Muội thích nhất là được ngắm hoàng hôn. Lúc đó tâm hồn của mình rất bình yên. Đúng, hoàng hôn thật sự rất đẹp. Quỳnh có nghe gì không? Nghe gì? Quỳnh hãy im lặng và cảm nhận, Quỳnh sẽ nghe được. Tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng chim líu lo. Đúng rồi, ngày nào vào rừng muội cũng lắng nghe âm thanh này. Muội gọi đó là lá hát. Những chiếc lá đan vào nhau đông đưa trước gió, giống như những cô gái đang tay nhau nhảy múa. Hay quá. Chắc là muội phải có một tình yêu với rừng nhiều lắm, cho nên mới cảm nhận được như vậy. Vì rừng đã bảo bọc che chở cho mẹ con muội suốt 2 năm nay rồi. Muội sống một mình với mẹ sao? Dạ. Mà tại sao muội phải chọn nơi rừng sâu hun hút như thế này để mà trú ngụ? Muội biết không, lâu nay ta chỉ đi đúng củi ngoài bì rừng thôi. Nhưng mà hôm qua ta vô tình nghe được có hai người muốn mua một loại gỗ tên là trầm hương rất mắc, cho nên ta muốn vào rừng để mà tìm thử. Những người giàu có, họ đều có những cách tiêu tiền rất là kỳ lạ. Chỉ vì muốn làm ghế tặng cho quan mà hai người thương gia đó sẵn sàng trả một cái giá rất là cao để mà mua được gỗ trầm hương đó. Nếu bây giờ ta tìm được gỗ trầm hương bán cho hai người thương gia đó, ta sẽ có được một số bạc lớn. Thì có phải là ta sẽ giúp được cho rất nhiều người nghèo khổ không? Chính vì muốn giúp được nhiều người, cho nên ta mới phải điều mạng để lội vô rừng sâu tìm cái loại gỗ tên là trầm hương.
Sao phải liều mạng? Tại vì ta nghe đồn là ở trong rừng sâu này nè, là có yêu tinh hay là hồ ly tinh gì đó chuyên ăn thịt người. Sao nàng lại cười? Vậy huynh có biết hồ ly tinh ra sao không? À không, ta chưa gặp bao giờ. Ta chỉ nghe nói là nó thoát ẩn thoát hiện, khó mà gặp được. À, giống như là nàng hồi nãy gì đó. Mình đi về đi, kẻo muội mẹ trong. Ừ, đi. Chân nàng bị như vậy, e rằng là về tới nhà trời sẽ tối mất. Hay là nàng cho phép ta cõng nàng nha? Ta không có ý gì đâu. Ta chỉ muốn đưa nàng về sớm với mẹ thôi, để không thôi mẹ nàng trông. Tới nhà của muội rồi. Nè, đa tạ huynh đã đưa muội về nhà. Bây giờ huynh đi về đi. Có thể cho ta chào mẹ nàng một tiếng trước khi cáo biệt được không? Không được đâu, mẹ muội không quen gặp người lạ. Nếu như thấy huynh, mẹ muội sẽ rầy muội đó. Thì ra là vậy. Vậy thôi, ta xin phép cáo biệt nàng ở đây. Ta quay lại rừng. Quynh đi cẩn thận. Nè Quynh. À, mà hình như loại gỗ mà Quynh nói á, nó mọc ở ngoài bìa rừng. Hình như là muội đã từng thấy ở đó đó. Vậy thì hay quá, đa tạ nàng. Ta phải dòng về tìm đây. Hy vọng sau này chúng ta có dịp trùng phùng. Xin cáo từ. Ngọc Ngân. Mẹ. Ai đây? Dạ, con chào bác. Con tên là Mạnh Hùng, là người làng dưới. Con hành nghề tiều phu. Hôm nay con vào rừng, vô tình gặp Ngọc Ngân. Chẳng may đúng lúc chân quái bị đau, cho nên con đưa quái về đây. Đa tạ cậu đã đưa con gái tôi về đây. Giờ thì trời cũng sắp tối rồi. Cậu về đi, ở đây không tiện đâu. Dạ. Sao cậu không về đi? Mẹ. Mẹ. Vậy thôi, con xin phép chào bác. Ta xin cáo biệt. Còn sao gì hả? Tại sao lại để hắn đến nhà chứ? Mẹ ơi, chân con bị đau, con không tự về được, cho nên phải nhờ huynh ấy đưa về. Ngọc Ngân à, con đã biết hai năm qua mẹ con ta tránh xa loài người, tránh xa những tên độc ác cầm thú đó. Chẳng lẽ con đã quên hết chuyện xưa rồi hay sao vậy con? Con không quên, nhưng mà đâu phải con người nào cũng xấu xa đâu mẹ. Mạnh Hùng là một người tốt. Im ngay. Con mới gặp đã vội vàng mà nghĩ là họ tốt rồi. Con nói thật mà mẹ, con có linh cảm là như vậy. Nè, con nói mẹ nghe, có phải là con đã rung động trước hắn rồi hay không? Dạ, con không biết. Nhưng mà con thấy Mạnh Hùng không phải là người xấu xa như những loại người khác. Không có giống như loài người ngoài kia đâu mẹ. Loài người
Họ vừa gọi mình là loài người, vậy họ là gì? Trong rừng sâu hun hút như thế này lại có hai mẹ con sống đơn độc, nếu là người bình thường sẽ không dám sống ở đây. Lúc nãy Ngọc Ngân thoát ẩn thoát hiện nhanh như chớp mắt, không lẽ họ là hồ ly tinh? Dù biết nàng là hồ ly, nhưng không hiểu sao ngày nào vào rừng đốn củi, mình cũng đi theo hướng về nhà nàng. Không biết có phải là tiếng gọi của con tim không, nhưng nếu thật sự là như vậy thì chắc mày bị điên mất rồi Mạnh Hùng à. Là huynh sao? Muội có nằm mơ cũng không nghĩ được gặp lại huynh. Ta vào rừng đốn củi, nhưng không hiểu sao đi một hồi lại tới đây. Huynh mau về đi, mẹ muội thấy là không nên đâu. Ngọc Ngân à, ta không sợ đâu. Sao tay huynh lạnh quá vậy? Ta bị sốt mấy ngày hôm nay, nhưng ta vẫn muốn tới đây gặp nàng. Như vậy sẽ không cần uống thuốc nữa. Huynh bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại vào đây làm gì? Ngọc Ngân à, ta không sợ đâu. Ta không sợ nè. Mà cho dù nàng có thế nào đi chăng nữa, ta cũng không bao giờ sợ nàng hại ta đâu. Huynh nói gì vậy? Tại sao muội lại hại huynh chứ? Ta tưởng ta nghĩ muội là sao? Ngọc Ngân Huynh về đi, nhanh đi. Ngọc Ngân à, ta sẽ nói chuyện với mẹ nè. Con chào bác. Lại là cậu sao? Ta đã nói với cậu là đừng có tới đây nữa mà. Cậu và Ngọc Ngân là hai thế giới khác nhau, không thể nào hòa hợp được. Từ lâu rồi mẹ con ta đã tránh xa mọi người, cậu đừng có tới mà gieo họa cho con gái của ta. Dạ thưa bác, người đời có nói gì đi nữa thì con cũng không mãi mãi lo sợ. Con tin Ngọc Ngân là một cô gái tốt. Con xin bác hãy cho con được qua lại để hỏi thăm Ngọc Ngân. Trong rừng sâu như thế này, tụi con lại gặp được nhau, âu cũng là duyên số. Mà nếu là duyên số thì con xin bác hãy để cho ý trời định đoạt. Mẹ, con đi vô nhà. Còn cậu, cậu đi về đi. Đi, vô nhà cho mẹ. Mạnh Huynh, sao vậy nè? Huynh sao vậy Mạnh Hùng? Mạnh Hùng, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi.
Quỳnh ấy mồ côi từ nhỏ, ngay cả trong cơn mê mà Quỳnh ấy cũng gọi mẹ. Có lẽ Quỳnh ấy nhớ mẹ của mình nhiều lắm. Có lẽ con đã có linh cảm đúng. Cậu ta mặt mày khôi ngô tuấn tú, thần thái là một nam nhi có chí khí, chắc không thể nào là kẻ xấu được. Thôi để mẹ vô nấu thuốc cho cậu ấy. Dạ. Đã tỉnh rồi sao? Nguyên một đêm Quỳnh nóng dữ lắm, làm muội lo quá. Chắc là mẹ nàng la rầy nàng lắm phải không? Tại vì ta đã ở lại nhà nàng đêm nay. Thôi, để ta đi, nếu không mẹ nàng sẽ la đó. Cậu cứ ở đó đi. Bác. Cậu không cần phải đi đâu hết. Uống chén thuốc này xong rồi đi cũng chưa muộn. Con cảm ơn bác. Con xin lỗi bác, vì chưa có sự đồng ý của bác mà con đã tự ý ở lại qua đêm. Quỳnh đừng lo. Lúc mà Quỳnh ngất, chính mẹ đã kêu muội đưa Quỳnh vào đây. Và mẹ cũng tự nấu thuốc cho Quỳnh uống đó. Con đa tạ bác. Hèn chi đêm hôm qua con cảm giác có một bàn tay ấm áp giống như người mẹ quá cố của con năm xưa. Thì cậu cũng cỡ tuổi con tôi vậy. Thôi cậu đừng có nghĩ ngợi nhiều, uống thuốc đi cho mau khỏe lại. Dạ. Cậu con đang mệt, cứ nghỉ ở lại đây cho khỏe. Con đã tạ bác. Ngọc Ngân à, vô trong nghỉ ngơi đi con. Dạ. Nhà nàng có một chặng hoa đẹp và thơm quá. Tất cả là hoa rừng, mỗi ngày muội vào rừng tìm kiếm một loại đó. Mỗi một loại hoa sẽ có mùi thơm khác nhau. Khi trồng chung chúng với nhau sẽ nguyện vào nhau và tỏa ra một mùi hương rất là đặc biệt. Nàng vừa làm gì vậy? Đây là những bông hoa khô, muội bỏ vô túi và luôn giữ bên mình. Nó được làm từ rất nhiều loại hoa ở xung quanh đây. Thơm quá. Đó là mùi hương mà ta ngửi được khi ta đứng bên cạnh nàng. Cuộc sống trong rừng cũng thú vị thật. Sáng tinh mơ nghe tiếng chim hót líu lo, không khí thì trong lành, mát mẻ. Nhưng mà nàng ở trong rừng nguy hiểm như vậy, nàng không sợ sao? Rừng sâu nguy hiểm sao bằng loài người gian ác ngoài kia. Nàng nói vậy là sao? Nàng có uẩn khúc gì à? Không phải tự nhiên mà muội và mẹ của muội phải vào rừng sâu mà sinh sống. Cha muội mất sớm vì bệnh, nhà chỉ có hai mẹ con côi cút. Nhà lại gần phủ quan huyện, tên quan huyện bây giờ rất lộng hành. Nghe đâu là hắn có cha nuôi, làm quan cao chức trọng trong triều
che chở cho hắn. Hắn bóc lột dân lành tàn bạo. Ngoài việc hắn là một tên gian ác, hắn còn là một tên dâm ô vô đạo. Dù đã có vợ và rất nhiều tiền thiết, mỗi năm hắn đều tìm kiếm những cô gái xinh đẹp để thỏa mãn dục vọng của mình. Còn vợ của hắn là một người ghen tuông tàn nhẫn. Bà ta không có cách nào để ngăn cản hành động của chồng. Vậy nên mỗi cô gái sẽ sống chung với tên quan chừng 4 tháng, sau đó sẽ lọt vào tay của người đàn bà ác độc bị tra tấn hành hạ. Có cô bị đi làm tiền kiếm, có cô bị giải về nhà chứ. Hoàng đi, chúng ta đi mà. Dạ, dạ bà ơi, bà con lại bà. Lại bà. Xin bà tha cho con. Xin bà ơi, bà tha cho con. Dạ, dạ, dạ con mời bà. Dạ mời bà uống nước. Dạ mời bà uống nước. Này hả? Dám đợi cho nước nóng. Trời ơi. Vậy dâu đâu? Dạ. Bà ơi. Đánh nó cho tao. Xin bà dạ. Bà ơi. Trời ơi. Nước nóng như vậy mà tính luôn tao hả? Dạ đâu. Dạ mời bà. Nè mày ăn đi, mày ăn đi. Mày cái này cho người ăn đó hả? Dạ nhân đâu? Dạ. Bà ơi. Mày tái vô mặt đó cho tao. Dạ. Bà ơi. Còn mày nữa, làm gì làm lâu quá vậy? Rồi năm đó quân lính của hắn cũng mò đến nhà để bắt muội. Mau ra đây coi. Dạ, có gì vậy ông? Theo lệnh của quan, nhà ngươi phải theo ta để về hậu quan. Mẹ tôi đang bệnh nặng, tôi không thể nào bỏ mẹ đi theo các ông được. Không được, không có nói nhiều. Đi, đi theo ta. Không, đi lên. Không, các người không được bắt con của ta. Bà làm cái gì vậy? Bà tránh ra, đi. Các người thật là độc ác mà. Bà tránh ra. Bà nói ai độc ác? Tôi bắt bà bây giờ. Đánh ra đi, không liên quan tới bà. Đi, nhìn lên. Về hồng quang, lại lên. Những lên. Người thật độc ác mà. Buông ra. Ui da. Cái bà già này, bà dám đánh ta, bà ngon bà đánh ta thêm một lần nữa coi. Ta sẽ cộng đầu bà. Bà, ta giết bà. Nè, chặt, các người mà dám bắt con lại ta, ta sẽ thấy mạng già với các người. Các người nhào vô đi, ta sẽ sống chết với các người. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Tôi xin ông, mẹ của tôi đang bệnh, tâm trí bất ổn. Xin ông hãy nghe lời thỉnh cầu của tôi, cho tôi ở nhà chăm sóc cho mẹ tôi hết đêm nay. Ngày mai tôi sẽ theo ông về quan phủ. Thôi được rồi, ta thấy thương tình, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của nhà ngươi. Sáng ngày mai ngươi phải ngoan ngoãn theo ta về để trình quan, rõ chưa? Còn bà, coi chừng ta đó. Đi, đi lên. Mẹ. Đi lên. Mẹ. Mẹ. Mình phải bỏ trốn thôi con à. Không thể nào tiếp tục sống ở đây được nữa. Bọn chúng sẽ trở lại. Con sẽ chết đó. Nếu mình đi thì mình đi đâu bây giờ hả mẹ? Vào rừng, chỉ có trốn vào rừng sâu mới mong thoát được sự truy bắt của bọn chúng. Kể từ đó, mẹ và muội sống ở rừng sâu này cũng được 2 năm. Mới đó mà cũng 2 năm rồi.
hai mẹ con của muội sớm tối thủ thị với nhau. Nghe câu chuyện của nàng, ta thấy thương cảm quá. Những kẻ ác ôn như vợ chồng quan huyện, sớm muộn gì cũng bị trời trừng phạt. Giờ muội chỉ mong được sống yên ổn với mẹ đến cuối đời. Thì ra đó là lý do mà mẹ con muội phải vào rừng mà sống. Vậy nếu mà nói như vậy thì nàng không phải là... Ý huynh nói là trong rừng có hồ ly tinh chứ gì? Muội là người bằng xương bằng thịt, máu chảy da mềm, không phải là hồ ly tinh đâu. Nhưng mà vậy tại sao khi ta nói nàng là hồ ly tinh, sao nàng lại cười? Vì muội thấy huynh ngốc nghếch thật thà. Thì ra là nàng cố tình chọc ta. Mà cũng phải, có hồ ly tinh nào mà đẹp mà nhan sắc lại thánh thiện như nàng đâu. Huynh thật khéo miệng. Thật ra trước kia muội cũng nghe người ta đồn trong rừng có hồ ly tinh ăn thịt người. Nhưng từ ngày vào rừng sâu này sống đến nay, muội chỉ thấy thú dữ chứ chưa bao giờ thấy hồ ly tinh nào hết. Ta bỗng chợt nghĩ, nếu như ngày đó ta sợ lời đồn không dám vào trong rừng, có lẽ ta đã không thể giúp đỡ biết bao nhiêu người nghèo khổ, và đặc biệt là ta đã tìm được nàng, một con hồ ly tinh thánh thiện. Ngọc Ngân à, kể từ bây giờ đã có ta rồi, ta sẽ che chở và lo lắng cho hai mẹ con nàng, sẽ không bao giờ để cho ai ăn hiếp hai mẹ con nàng nữa đâu. Huynh thật có lòng nhân hậu, được gặp huynh là phước phần của muội. Nhưng còn mẹ, muội e là mẹ không chấp nhận huynh. Từ ngày mẹ con muội trốn vào rừng sâu này, mẹ mang trong người nỗi uất ức tủi nhục, nên đâm ra mẹ có ác cảm với con người, luôn bắt muội tránh xa, vì sợ tên quan kia biết được tông tích của mẹ con muội. Ta sẽ cố gắng dùng tấm chân tình của mình để lay động mẹ nàng. Ta cũng mồ côi từ nhỏ, cũng thèm khát một gia đình trọn vẹn. Nếu như được làm con của mẹ nàng, ta có chết cũng cam lòng. Kìa, xin huynh đừng nói vậy. Nè, trời cũng sắp tối rồi, hai đứa còn không mau vô dọn cơm ăn đi. Dạ. Dạ. Ừ. Chúng ta về thôi. Đi nè. Chỉ có một đứa con gái này thôi, nó là tất cả sinh mạng của ta.
Này, nó gặp cậu giữa rừng sâu hôn hút như vậy, âu cũng là định mệnh. Này, nếu ta gả Ngọc Ngân cho cậu, cậu có một lòng một dạ yêu thương nó hay không? Con xin đứng trước bàn thờ của bác trai đây. Con xin thề, nếu con được bác gái tin tưởng, chấp nhận gả Ngọc Ngân cho con xin hứa sẽ chăm sóc, yêu thương Ngọc Ngân suốt đời suốt kiếp, có chết cũng không rời xa. Ông ơi, ông nghe gì chưa? Ông chứng giám cho tụi nhỏ nghe không? Con đội ơn mẹ. Ngồi gần đống củi đốt này thì trời có lạnh cũng cảm thấy ấm áp. Nàng ấm là nhờ nàng ngồi cạnh ta, chứ không phải nhờ than đâu. Khéo miệng. Đưa tay đây. Nè, nàng thấy ấm không? Dạ, thiếp đỡ lạnh rồi, đa tạ chàng. Mong manh như sương khói, bay lên cao rồi tan biến như hương vô. Mong manh như nàng vậy, nhưng nàng sẽ không tan biến, mãi mãi ở trong lòng ta. Không được chàng ơi, phải đợi cho đến khi ta bái lễ thành hôn xong thì mới được. Ta đợi nàng bao lâu cũng được, miễn là lòng nàng thuộc về ta. À, ngày mai chúng ta sẽ ra chợ mua một chữ hỷ về trang trí, được không? Ta nghèo, không thể cho nàng một đám cưới trang trọng được. Dạ, thiếp có cần gì cao sang đâu, chỉ cần một ấm trà dâng mẹ và đôi đèn dâng lên bàn thờ cha, để cha mẹ chứng giám cho duyên vợ chồng của đôi ta. Từ nay ta về sống với mẹ và nàng luôn, tránh tên quan kia lại thấy nàng. Với lại sống trong rừng như thế này, ta thấy cũng có một cái hay, tránh xa cuộc sống ồn ào. Dạ, thiếp cũng nghĩ như chàng, mà thiếp sống ở đây cũng quen rồi, giờ mà ra ngoài làng sinh sống thiếp sợ cũng không quen. Có nằm mơ ta cũng không ngờ được là ta gặp được người con gái như nàng. Ta thật hạnh phúc khi được nàng đem lòng yêu thương. Ta rất nôn nao chờ đến ngày mai mình bái lễ thành hôn, rồi mình chính thức trở thành vợ chồng. Thiếp cũng nôn nao, có khác gì chàng đâu. Nè, ta sẽ dạy cho nàng nghề đốt than. Ban ngày ta sẽ đem ra chợ bán, còn nàng ở nhà lo cơm nước và chăm sóc cho mẹ. Dạ chàng. Con đi ra chợ nha mẹ ơi. Thưa mẹ, con đi. Hay lắm, đây là cơ hội ngàn năm có một để ta thể hiện tấm lòng của mình với nhà vua. Dạ phải thưa quan, trai tráng trong làng mình tập hợp lại cũng khoảng trên mấy trăm người, nay nhà vua cần người đắp lũy xây thành. Nghe nói nếu huyện nào trai tráng tham gia càng đông thì quan của huyện đó dễ dàng thăng quan tiến chức. Con nghĩ quan nên bắt tất cả trai tráng để dâng lên cho nhà vua đắp lũy xây thành. Đúng như vậy.
chẳng mấy khi mà ta có dịp thể hiện tấm lòng của mình với nhà vua. Sẵn đây ta sẽ cho tất cả mọi người thấy tấm lòng trung trinh tiết liệt của ta. Cái gì? Cái gì vậy Quang? Cái gì mà trung trinh tiết liệt? Ý ta nói là tấm lòng trung thành của ta đối với nhà vua, một lòng vì vua vì nước. Dạ. Lão Tề. Dạ. Nhận lên, theo lệnh của ta, ra bố cáo tập hợp tất cả trai tráng khỏe mạnh trong làng đi xây thành cho nhà vua trong vòng 3 năm. Dạ, dân thưa quan, con sẽ ra bố cáo trong dân làng cho tất cả trai tráng nội trong 3 ngày sẽ tập hợp về đây. Cái gì 3 ngày? Hả? Bắt nhanh bắt liền, càng nhanh càng tốt. Bắt liền luôn hả quan? Bắt liền. Dạ, quan thiệt là sáng suốt. Quân lãnh đạo. Dạ, con xin lỗi. Lính đâu? Dạ. Vô làng, bắt tất cả trai tráng về phủ cho quan. Dạ. Đem trai tráng về phủ làm cái gì? Đi xây thành. Đem lên kinh thành xây thành cho vua. Dạ. Đây nè, cô xem đi. Xin đa tạ. Dạ đây, đa tạ chú. Đa tạ. Không có gì. Màu này nè. Dạ. Cái màu này là hàng mới luôn đó nghe. Dạ. Được chưa? Tươi hả chị? Dạ, được. Mình đi. Tất cả tập hợp. Quan huyện đang cần rất nhiều thanh niên khỏe mạnh để xây thành cho nhà vua. Quan có lệnh tất cả thanh niên làng này nhanh chóng lên đường, không được chậm trễ. Nói nhiều quá. Đàn ông trai tráng bắt hết cho ta. Chuyện gì vậy? Chàng ơi, tại sao họ lại bắt trai tráng trong làng mình đi vậy? Ta cũng không biết nữa. Hình như là vua xây thành, quan huyện muốn lập công với vua nên bắt dân điên phu. Không được, mình đi thôi. Chạy đi. Mà nè, nàng nghe ta dặn nè. Bây giờ ta đi lâu lắm mới về. Nàng ở nhà nhớ chăm sóc cho mẹ nha. Còn nữa, củi ta đã đốn rồi, có rất là nhiều, đủ cho nàng sử dụng một thời gian dài. Nàng cứ hàng ngày đốn củi thành than đem ra chợ bán, kiếm được ra đồng vô để mà lo cho mẹ. Nên nhớ ra đường nhớ bịt mặt lại, không một quan lính nhận ra nàng, biết chưa? Thì biết rồi, chàng cứ yên tâm. Chàng ơi, chàng nhớ phải bảo trọng. Thương cho nàng, duyên trời đưa đến mà còn trắc trở để nàng phải đợi ta. Kiếp này nếu như không được làm vợ chàng thì kiếp sống cũng không còn ý nghĩa gì. Đây, chàng hãy cầm lấy, để lưu cô thiếp ở bên cạnh, thiếp sẽ luôn chờ chàng. Đà tạ nè. Còn một tên nữa kìa, bắt nó cho ta. Dạ. Mà đang đứng đây nè, bắt nó cho ta. Dạ. Nhanh lên. Cô đang, từ từ. Chàng ơi. Đang. Chàng. Nhanh lên. Đang à. Nhanh lên. Đang về đi. Lên. Trốn chàng. Mày. Chàng. Đi. Lão Tì. Dạ. Cái gì mà ngươi dẫn ta đi lòng vòng trong rừng sâu vậy? Trời ơi, quan cứ đi theo con đi, con sẽ dẫn quan đến một nơi này rất thú vị. Có cái gì mà thú vị trong rừng này? Chỉ có thú dữ hả? Trời ơi,
Dữ gì? Không có một con thú nào mà dữ hơn quan đâu quan. Người nói cái gì? Con nghĩ thú dữ đó mà gặp quan, nó cũng phải sợ trước oai phong khủng khiếp của quan. Ừ. Mà tóm lại người dẫn ta vào rừng để làm cái gì? Quan, quan có nhớ cái cô dân nữ tên là Ngọc Ngân đã trốn khỏi tay quan cách đây 2 năm không? Ủa? Ngọc Ngân? Ta nhớ rồi. Nàng ấy rất đẹp, còn hương thơm thì khỏi phải nói. Cũng chính vì nàng ấy bỏ đi cho nên ta mới mất ăn mất ngủ 2 năm nay. Lão Tì, nàng ấy có liên quan gì trong rừng này? Tại vì con nghi là cô ấy đang trốn trong rừng sâu này để mà sinh sống đó quan. Tất cả theo ta. Dạ. Ê, quan. Ừ? Đi đâu vậy quan? Vô rừng tìm Ngọc Ngân. Trong rừng sâu thẳm. Sâu cỡ nào, khó cỡ nào ta cũng vô. Trong rừng có thú dữ nữa. Không có con thú nào mà dữ hơn ta đâu. Ta không thể nào để Ngọc Ngân ở trong rừng sâu với thú dữ được. Ta phải đưa nàng về, ở cạnh ta thì mới thú vị. Theo ta. Dạ. Đi. Ngọc Ngân ơi. Người cứ ngửi thấy mùi gì không lão tì? Dạ không, có mùi gì đâu. Ta đang ngửi thấy mùi giống như là mùi của những thiếu nữ mà ta đem về phủ vậy. Nó toát ra từ giàn hoa này. Lão tì. Dạ con thề với quan là con không ngửi được mùi gì luôn á. Điên hả? Ôi dạ. Cái mũi của người á chỉ ngửi được tiền thôi. Tự dưng ta lại nghĩ, ước gì ở giữa nơi này mà có một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện để cho ta khuây khỏa thì thật sung sướng biết bao. Dạ bẩm quan, một lát nữa đây ngay tại chỗ này sẽ xuất hiện một nàng tiên nữ thật là đẹp để thỏa mãn ước vọng của quan. Nè hai người qua. Dạ. Kia mọi người qua đây. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Đại lực. Chạy đâu Ngọc Ngân? Chính là chính là đang chính là Ngọc Ngân đó đại quan. Im miệng. À cái gì mà à? Nàng ấy là Ngọc Ngân, mỹ nhân Ngọc Ngân của ta. Đại nhân, thì ra là nàng đã bỏ trốn ta vào rừng sâu. Nàng có biết 2 năm nay vì nàng mà ta ăn ngủ không yên không hả? Thưa quan, tôi đã có hẹn ước phu thê. Mẹ già thì đang đau yếu, xin quan thương tình mà tha cho tôi. Tha cái gì? Câu này nàng đã nói 2 năm về trước, bây giờ nói nữa không biết mệt hay sao? Ta mệt lắm rồi. Đến đây với ta. Tôi xin quan. Trời ơi, quan ơi, xin quan tha cho tôi. Lại đi, lại đi. Dừng lại. Mẹ, các người là quân độc ác. Mẹ con ta đã trốn vô tận rừng sâu mà các ngươi còn tìm tới nơi để hãm hại con gái của ta. Các ngươi đúng là quân độc ác mà. Bà, cách đây 2 năm cũng vì bà mà ta không đem được Ngọc Ngân về cho quan nguyện. Tại sao bà không chết đi? Tại sao bà vẫn còn sống? Nhớ bà đánh ta không? Nhớ không? Con ơi, đang xinh đẹp như vậy, lẽ ra nàng phải ở nhà cao cửa rộng, có người cung phụng. Không buồn á. Tại sao lại dạy dột dao trong rừng sâu như vậy để làm một cho thú dữ? Ta xin các người hãy tha cho con gái của ta. Còn cái mạng già này, các người muốn làm gì cũng được mà. Làm ơn tha cho con gái của ta. Xin tha cho tiểu nữ. Kiếp sau tiểu nữ nguyện làm trâu bò để trả nợ cho quan. Tại sao phải kiếp sau? Kiếp này ta muốn nàng phải thuộc về ta. Ta nói rồi, nàng phải theo ta về phủ, không được cãi lời. Con ơi, con ơi, mau con gái ta ra. Mày đâu? Giải về. Tại sao phải giải? Con gái ta ra. Mày để ta bế nàng về mới phải chứ. Con gái ta ra. Không, không, không.
Chịu theo ta về phủ thì đâu có xảy ra cớ sự này. Mẹ ta chết rồi, ta không còn thể sống nữa. Kìa kìa, đừng làm chuyện dại dột. To gan, ngươi dám hăm dọa quan hả? Dạ bẩm quan, cô nương này bị sốc vì mẹ vừa mới mất. Theo con nghĩ, hay là quan cho cô ấy chôn cất mẹ xong rồi con sẽ đưa cô ấy cho quan. Không được, phải đưa nàng về phủ ngay trong hôm nay cho ta. Ta sẽ chết liền ngay tại chỗ, là ma ta cũng không buông tha cho các ngươi. Được rồi, ta đồng ý để cho nàng ở lại để mà lo chôn cất cho bà ta. Nhưng mà nội trong 7 ngày, nàng phải theo ta về phủ. Nàng không được trốn thoát. Cho dù ở tận chân trời góc biển thì ta cũng sẽ tìm thấy nàng. Lính! Dạ. Nhổ hết dàn hoa về phủ cho ta. Chi vậy quan? Ngu! Trong vòng 7 ngày không có nàng ở bên cạnh, ta sẽ ngửi mùi hương hoa này để tưởng tượng là nàng luôn ở bên cạnh của ta. Thật là sung sướng biết bao. Dạ tôi nện. Dạ, con sẽ cho người đem hết qua để về cho quan. Dạ. Nhớ canh chừng ả ta cho cẩn thận. Nếu mà ả ta trốn thoát thì cái đầu của ngươi cũng bay. Dạ. Nhớ chưa? Mẹ ơi, mẹ ơi, cô nương dùng chút cơm đi. Mấy ngày nay cô không ăn không uống gì rồi. Phủ Hoàng Quyền cách đây xa lắm, cô đi sao nổi. Bỗng qua. Dạ qua. Lôi. Mỹ nhân của ta, nàng có biết là ta không thể chờ đợi nàng cho tới ngày mai, cho nên hôm nay ta vượt đường xa tới đây để gặp nàng. Hãy đến đây với ta. Trước sau gì nàng cũng là người của ta. Hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta, rồi ta sẽ cưng chiều nàng hơn.
Không giống. Giờ bỗng quan, xin quan dừng tay lại. To gan, dám ra lệnh cho ta sao? Giờ bỗng quan, cô không dám. Nhưng mà mấy ngày nay cô ta không ăn không uống gì rồi, trong người đang mắc bệnh cảm thương hàn đó à. Cái gì? E là quan đến gần như vậy, cô sợ là lây cho quan. Tại sao ngươi không nói sớm? Giờ bỗng quan, xin ngài hãy cẩn thận. Nếu mà quan có bệnh hệ gì thì con chết chắc. Thiệt là mất hứng mà. Được rồi, ta sẽ ráng chờ đợi ngày mai đưa nàng về phủ. Nếu như nàng vẫn chưa khỏi bệnh thì ta sẽ truyền đại phu đến để chữa bệnh cho nàng. Canh cho kỹ. Hắn ta đi rồi, cô nương đừng sợ nữa. Ta chỉ giúp cô được hôm nay, không giúp được ngày mai. Dù gì sáng mai cô cũng phải về phủ rồi. Thân ta cũng chỉ là tên nô bộc, thấp cổ bé họng, không thể nào giúp được gì cho cô. Mong cô thứ lỗi. Tại sao cây này lại mọc quanh nhà mình? Mụ cũng không biết nữa. Nhưng mà ở đây thú dữ nhiều lắm. Nhưng mà từ ngày có cây này mọc ở đây, thú dữ không dám tìm tới nữa. Mụ nghĩ là tụi nó sợ cây này nên mụ để luôn mà không bỏ đi. Đây là cây lá ngân, một loại cây rất là độc. Hồi nhỏ ta nhớ là mẹ từng kể, cây này chỉ cần ăn một lá là lập tức chết ngay. Chàng ơi, mẹ thì mất rồi, chàng thì đi biệt tâm. Nếu rơi vào tay quan huyện thì có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thiếp có lỗi với chàng, thiếp không kịp chờ chàng về được để giữ tấm thân son sắt này với chàng thì thiếp phải kết liễu đời mình. Mong chàng hiểu cho thiếp. Mình hẹn nhau kiếp sau vẫn là phu thê. Ta thề nguyện ước trăm năm, mong chàng thấu hiểu cho thiếp.
Tại sao người để cho cô ta tự tử? Vì bỗng qua do con sơ ý nên để cô ấy làm chuyện dại dột. Xin quan tha mạng. Lĩnh. Dạ. Dạ. Lôi hắn ra đánh què dọn ta. Xin quan tha mạng. Dạ. Quan. Xin quan tha mạng. Quan à, xin quan tha mạng. Xin quan tha mạng. Xin quan tha mạng. Và bỗng quan, nếu không có cô gái này, con sẽ kiếm cô gái khác cho quan khuây khỏa. Mong quan bớt nóng để tránh tổn hại đến sức khỏe. Thì là tức chết mà. Tưởng rằng con mồi đã dâng tới miệng vậy mà. Nhưng mà tại sao cô ta chết rồi mà mở mắt trừng trừng vậy? Dạ, dạ bẩm, những người nào bị chết quan thường không nhắm mắt. Người nói vậy là sao? Tự cô ấy tự tử mà. Dạ, con nghe nói những người chết quan thường mở mắt để tìm về. Nói nhảm. Để báo thù. Con nghe sao nói vậy mà? Con đâu có ý hù quan đâu. Mau vuốt mắt cho cô ta nhắm lại đi. Con. Nhanh. Dạ. Tôi cắn răng cắn cỏ lại cô. Tôi không có liên quan gì hết. Nhắm mắt đi. Không. Không nhắm mắt. Vuốt lại lần nữa. Dạ. Tôi lại cô. Nhắm mắt giùm tôi. Tôi lại cô. Cô đừng có nhát tôi. Tôi sợ lắm. Tôi không có lỗi trong chuyện này. Quang ơi. Trời. Quang ơi Quang. Đâu có tiêu rồi. Sao bỏ con mình vậy? Quang ơi. Ai à? Quang ơi. Đợi con. Giấu gì ngài, từ hôm cô ấy chết tới bây giờ đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, cũng giống như đại quan vậy đó. Cháu Tì. Dạ. Ngay lập tức tìm một thầy pháp giỏi nhất trong vùng về đây cho ta. Nhanh. Nghe ta triệu hồn, truyền lệnh cho nhà ngươi, từ nay không được hiện hồn phá rối người trần thế. Kể từ nay, hồn của ngươi mãi mãi không siêu thoát và ra khỏi rừng. Nghe chưa?
chấn hồn yêu nữ Ngọc Ngân. Dạ, bẩm quan, mọi thứ đã xong. Từ nay, con yêu nữ Ngọc Ngân này, nó sẽ không thể nào quấy phá đại quan nữa. Có chắc chắn không? Dạ, thưa đại quan, đại quan hãy yên tâm. Ta đã ra tay rồi á thầy, không có giống hồn nào có thể siêu thoát. Đời đời kiếp kiếp, ả chỉ có thể lãng vãng quanh đây thôi, không thể nào đi xa được. Khá lắm, ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi. Dạ, cảm ơn đại quan. Nhưng mà nhớ, dạ, giữ kín bí mật chuyện này cho ta. Tuân lệnh. Đại quan yên tâm. Vậy là đại quan bắt đầu từ hôm nay có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Ta trấn yểm ngươi như vậy để coi ngươi còn đường nào quay về để mà quấy phá ta nữa hay không. Làm thê thiếp của ta thì không chịu, ta sẽ cho nàng làm giống hồn dứt dưỡng đời đời kiếp kiếp ở nơi này. Lão Tì. Dạ. Chào cậu. Chào huynh. Chào huynh. Mới đây mà đã 3 năm rồi, cuối cùng ta cũng được tự do. Hôm nay Ngọc Ngân mà thấy mình vậy bất chợt như vậy, thế nào cũng chạy ra ôm lấy mình rồi khóc thút thít cho bà coi. Ngân ơi, mẹ ơi, con dậy rồi nè. Ngọc Ngân ơi, mẹ ơi, Ngọc Ngân. Sao nhà cửa lại tan hoang vậy? Ngọc Ngân ơi, Ngọc Ngân, Ngọc Ngân à, mẹ, mẹ. Sao lại có hai ngôi mộ ở đây? Xin chào. Cậu là ai? Sao lại đứng đây? Tôi là Mạnh Hùng, nhà tôi ở bên đây. Cậu là cái gì của mẹ con Ngọc Ngân? Cậu là gì của cô Ngọc Ngân? Ngọc Ngân là vợ của tôi. Quỳnh à, có chuyện gì sao? Mẹ con Ngọc Ngân đã chết rồi. Đây là mộ của hai người họ. Quỳnh nói cái gì? Quỳnh nói cho tôi biết đi. Tại sao mẹ tôi lại chết? Tại sao vợ tôi lại chết? Hả? Tại sao? Quỳnh nói lại đi. Tại sao? Sau đó tôi lấy ông ta đem xác Ngọc Ngân chôn cất cạnh mẹ nàng, coi như chuộc lại một phần lỗi lầm. Do năm xưa ta đã không đủ dũng cảm để cứu thoát cô ấy khỏi tinh quan quyện, để cô ấy phải tự kết liễu đời mình. Quan quyện đúng là quân ác ôn, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Cậu hãy nén bớt đau thương mà lo nhang khói tiếp cho họ. 2 năm qua vì luôn ái nái trước cái chết của hai mẹ con họ, cho nên hằng ngày ta đều ghé ngang thóc gian để vong hồn của họ đỡ lạnh lẽo. Nay cậu về rồi, đã đến lúc ta phải cáo biệt. Nhưng việc mình nói có thật không, hay là còn lý do nào khác hả? Ta thề có trời đất chứng giám, những gì ta nói là sự thật. Không một đêm nào ta có giấc ngủ ngon cả. Cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của Ngọc Ngân năm xưa. Cô ấy đã bị chết thê thảm, ta rất ái nái. Nhưng
có chuyện này tao muốn nói với cậu. Ngọc Ngân chết qua, chắc vong hồn của cô ấy vẫn còn lẩn quẩn trong khu rừng này. Mong rằng cô ấy linh thiêng sẽ cho cậu biết những gì ta nói đều là sự thật. Ta xin cáo từ. Ngọc Ngân à, ta phải làm sao đây? Ông trời ơi, tại sao ông đã đối xử với tôi như vậy? Tại sao ạ? Tại sao vậy? Tại sao không chờ ta? Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ ta đi? Chắc nên nằm ngoài đó lạnh lắm. Ta phải mang thang ra đó để sưởi ấm cho nàng. Mạnh Hùng Chàng, Ngọc Ngân, Ngọc Ngân, là nàng sao? Ngọc Ngân, ta nhớ nàng lắm. Nàng có nhớ ta không? Ta nhớ nàng nhiều lắm. Thiếp chết rồi chàng ơi. Thiếp và mẹ chết oan ức lắm. Ta có nghe tin lính kể. Ngọc Ngân, liệu có phải là sự thật không? Tên quan huyện tìm đến đây, sát hại mẹ chết tức tưởi, sau đó muốn thiếp phải về hầu hạ hắn. Vì muốn giữ trọn tấm thân son sắc với chàng, nên thiếp đã tự kết liễu đời mình trước khi rơi vào tay hắn. Ta xin lỗi, ta rất ân hận vì không thể ở bên cạnh bảo vệ mẹ và nàng. Chàng ơi, tấm thân thiếp bây giờ đầy ám khí, vì hắn trấn ém vong hồn thiếp đời đời không siêu thoát. Trời ơi, tại sao hắn dám đối xử với nàng như vậy? Bệnh ác nhân, ông trời ơi, tại sao không để cho ta gánh nhắc chuyện này cho nàng chứ? Tại sao lại để cho nàng phải đau đớn như thế này? Số phận thiếp đã như vậy rồi, có oán than thì cũng không sống lại được. Ta xin lỗi nàng. Bây giờ ta có thể làm gì để giúp nàng đây? Chỉ có máu của tên quan huyện mới có thể xóa tan bùa ếm của hắn. Máu của hắn? Máu của hắn? Ta phải làm sao để lấy được máu của hắn đây? Chàng nghe thiếp dặn nè, trên đỉnh núi cao có một loại hoa rất đẹp, ban ngày tỏa ra mùi hương khiến ai cũng ngây ngất. Chàng đem qua đó đến gặp hắn, nhất định hắn sẽ say đắm ngay. Chàng phải nhớ, trên thân hoa có những gai nhọn, chỉ cần chàng lấy được máu của hắn ở trên gai nhọn rồi đem hòa với nước tưới lên mộ của thiếp, thiếp sẽ được siêu thoát. Ta biết rồi, nhất định ta sẽ làm được, nhất định ta sẽ làm được, nàng yên tâm. Chàng phải bảo trọng, hắn là một kẻ mưu mô xảo quyệt, không dễ gì tiếp cận hắn đâu. Nàng đừng lo, ta tự khắc biết mình phải làm sao mà. Ngọc Ngân, Ngọc Ngân, Ngọc Ngân, Ngọc Ngân.
Kỳ quá à. Ta thương nè. Nhột quá à, Quang. Còn hiếp Quang. Làm sao tôi quên được nàng chứ. Quang đi rồi ta sẽ trọng thưởng cho. Dạ. Dạ bẩm Quang. Có chuyện gì? Có một tên tiều phu muốn vào gặp Quang. Thưa Quang, hắn muốn gặp Quang và đem quà đến cho Quang. Kêu hắn vô đây. Mấy đứa đi, có khách, có khách. Đi lên, vào trong đi. Bóp cho Quang. Nhanh lên. Dạ bẩm Quang, tại hạ có một món quà muốn dâng tặng cho Quang. Bàn tay của ông không xứng đáng để cầm nó đâu. Ngươi là quà gì? Mở cho ta xem. Dạ. Thế đẹp quá. Chỉ biết sở thích của Quang là có hứng thú với những mùi hương, cho nên tại hạ đã tìm được một bông hoa quý ở trong rừng sâu, có ngàn vàng cũng không mua được. Khá khen cho nhà ngươi, chỉ là một tên tiều phu mà lại biết được sở thích của ta. Thật là dễ chịu quá. Ngươi dám hành thích Quang. Ngươi dám hành thích Quang. Ngươi nghĩ sao mà ta dám hành thích Quang chỉ với một cành hoa? Và ngươi làm quá. Chẳng qua là Quang bị gai đâm trúng thôi. Dạ. Quang có sao không? Dạ. Phải, hoa đẹp thì thường có gai. Cũng như phụ nữ mà càng dữ thì càng quyến rũ. Điều đặc biệt của loài hoa này là Quang thấy ban ngày cái mùi hương như vậy, nhưng ban đêm mùi hương sẽ thơm hơn gấp trăm lần. Vì vậy vào ban đêm Quang nhớ lấy hoa ra hửi nha. Quang sẽ thấy điều thú vị vô cùng. Thật vậy sao? Dạ. Ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi. Lão Tì. Dạ. Thưởng cho hắn đi. Dạ. Ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi. Không cần đâu. Vậy cái này là của ta. Hương hoa thật là thơm. Một mùi thơm kỳ lạ. Tại sao khi ngửi hương hoa này xong, ta cảm thấy người mình thật hưng phấn. Ước gì bây giờ có một tiên nữ xuất hiện trước mặt của ta thì hay biết mấy. Dạ, mời Quang à. Quang này. Kỳ quá. Dạ, mời Quang. Các nàng có biết đây là bông hoa độc nhất vô nhị mà chỉ có một mình ta có. Đại nhân à, đại nhân sao rồi? Đại nhân có sao không? Đại nhân. Quý. Đại nhân ơi. Đại nhân biết đại nhân sao vậy? Đại nhân ơi, dừng tay lại đi. Đại nhân ơi. Chạy đi.
Đại nhân. Người hả? Người là quỷ? Dạ mạng ta. Đại nhân ơi, tôi là thiên thần. Đi chết đi. Đại nhân. Đừng mà chết đi. Trời ơi, tôi chẳng có án mạng bây giờ. Đại nhân. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Tại sao lại giết người? Tôi cũng là quỷ. Đại nhân bình tĩnh lại đi. Tôi cũng là quỷ nên ám ta. Bình tĩnh lại đi. Đừng đại nhân. Đừng đau kiếm không có mắt đâu. Giết chết người. Chết đi. Trời ơi, lão gia, lão gia, ngài đang làm gì vậy? Đừng lão gia, ngài bị làm sao vậy hả? Lão gia, làm sao vậy? Dội nè lão gia. Thiếp nè, bình tĩnh đi lão gia. Là thiếp đây mà. Là thiếp mà. Chết đi. Thiếp mà. Lão gia. Chết đi. Đừng gặp ta nữa. Chết đi. Đau lắm, ta lạnh lắm. Ngươi đi theo ta đi. Các người đến đây để giết ta đúng không? Ta không sợ đâu. Đến đây hành đi, ta không sợ đâu. Tên quan độc ác cầm thú. Ta không sợ đâu. Phải xuống 18 tầng địa ngục. Ngươi phải chết. Chết tức tối như bọn ta thì ta mới được siêu thoát. Ngọc Ngân ơi, ta đã làm theo lời nàng. Mong là linh hồn nàng sớm siêu thoát. Mạnh Hùng. Ngọc Ngân. Ngọc Ngân. Là nàng sao? Ngọc Ngân. Ta không tin sẽ mất nàng vĩnh viễn. Ta nhớ nàng lắm Ngọc Ngân ơi. Ngọc Ngân. Tại sao? Tại sao ta không thể chạm vào người nè? Tại sao vậy? Thiếp và chàng bây giờ đã âm dương cách biệt, nên chàng không thể chạm vào người thiếp. Không. Không thể thay đổi được số phận thì phải chấp nhận thôi chàng ơi. Nếu kiếp này ta phải sống xa nàng, ta sẽ tự kết liễu đời mình. Ta sẽ đi theo nàng luôn. Không, chàng đừng nói vậy. Thế gian là cõi tạm, mỗi con người sinh ra sống chết đều có số. Ai cãi đạo trời sẽ mang trọng tội. Thiếp vì lâm vào đường cùng, muốn giữ tấm thân son sắt cho chàng nên mới tự kết liễu đời mình. Này, thiếp không muốn chàng vì thiếp mà kết liễu đời mình như vậy. Chàng phải sống, phải sống cho thật tốt. Hẹn nhau kiếp sau chúng ta lại gặp nhau. Ta hứa với nàng, ta sẽ sống tốt quãng đời còn lại. Ta sẽ chờ luân hồi chuyển kiếp chúng ta sẽ gặp nhau. Thiếp đến đây là để từ biệt chàng. Bây giờ thiếp phải đi rồi. Từ nay cũng không còn lãng vãng bên chàng được nữa. Không không, nào đi đâu? Ở đây đi Ngọc Ngân. Ngọc Ngân. Đừng. Ngọc Ngân, đừng bỏ ta. Ngọc Ngân. Ngọc Ngân.
nguyện ước trăm năm tình chỉ một, tấm thân son sắt hẹn ngày trao. Ngọc Ngư! Ngọc Ngư! Tất cả mọi thứ ở trần gian này rồi cuối cùng cũng phải tan biến. Duy chỉ có sự chân tình là bất hủ. Ngọc Ngân, ta sẽ chờ nàng kiếp sau.